Hello anh em, Vi Tấn kính chào anh em nha. Hôm nay mình lên cho anh em một con sừng sới Yanma IC60. Con này đồ đạc rất là liền lạc, còn cứng ngắc hết trơn luôn. Sơn là sơn riêng nha anh em, đồ này mới về chưa dọn dẹp gì. Tay lái này, tay côn này, chỉnh nhẹ nhàng này. Côn nước là ok anh em, bánh lớp tuyệt vời luôn, bánh tốt rất là đẹp luôn, không nứt nẻ gì luôn. Đó. Rồi răng sới cũng đẹp luôn. Hôm bữa mình có đăng thêm một cái con Kubota anh em, con này đang tháo ra để ship đi Gia Lai anh em ơi. Con đó là mình bán rồi, hôm nay còn con này, còn con này tiếp theo là còn con Yanma IT 550 cũng sườn. Đuôi này hơi mục, đuôi này hơi mục, đuôi này không ấy thì anh em alo cho mình, cần thì alo cho mình, xong rồi lấy cũng được, không lấy thì mình đổi cái đuôi khác cho nó sáng sủa hơn tí anh em. Cái đó mình có sẵn, đồ này còn nhiều, bánh lớp cũng còn ok luôn anh em. Con này còn Jaguar rin luôn nè, Jaguar còn rin luôn, Jaguar còn rin đẹp luôn. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ với Lê Tấn, số điện thoại 0903003223 mình ở Quảng Nam nha anh em. Ngoài những con máy này, những cái dòng máy này mình còn rất nhiều máy, nhiều sườn khác nữa, anh em có nhu cầu thì cứ alo.